tạm giữ một tài xế vụ lái xe chở bệnh nhân F0 chém đứt tay người đàn ông. Tới tối 29 tháng 8, liên quan vụ một người đàn ông bị chém đứt lìa bàn tay xảy ra vào trưa cùng ngày, Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Đặng Quốc Hưng, 44 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Công an cũng ra thông báo truy tìm đối tượng trực tiếp gây án là Trần Hoàng Huynh, 27 tuổi, quê Cà Mau, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông VDK, 49 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú tại Bình Dương, đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, Hưng và huynh mỗi người điều khiển một xe ô tô 50 chỗ để chở bệnh nhân COVID-19 từ trường tiểu học Thuận Giao, thành phố Thuận An tới khu cách ly điều trị tại trường Cao đẳng Y tế Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Khi chở các bệnh nhân F0 xuống xe, ông VDK xảy ra mâu thuẫn với tài xế Hưng nên dùng gạch đá ném vào ô tô của Hưng. Thấy vậy, Huynh ở xe ô tô còn lại, cầm lấy mã tấu xuống xe chém một nhát, làm ông ca đứt lìa bàn tay phải. Hưng lái một trong hai xe ô tô chở theo Huynh, rời khỏi hiện trường, sau đó quay lại định lấy nốt chiếc ô tô còn lại thì bị công an bắt giữ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa bị hại và Hưng, Huynh không quen biết hay mâu thuẫn từ trước. Ông ca có biểu hiện thần kinh không bình thường, ở trọng một mình và thường xuyên đi lại trước khu cách ly trường cao đẳng y tế Bình Dương công an kêu gọi trần hoàng huynh tới cơ quan công an đầu thú và thông báo người dân biết thông tin đối tượng có thể thông báo tới công an để phối hợp giải quyết vụ án